Đấy, rơi kêu đấy. Đấu lắc trước. Chặn đâu. Màu đen thôi. Nhìn đấy cả anh. Nhỏ đó, nó đỡ anh. Vậy cô viên phải lớn rồi rồi. Cô viên nhỏ không? Anh đang đang câu lớn. Anh chỉ câu một viên lớn thôi, viên lớn là anh câu ở trong kia thôi. Không, 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 nhân 1,5 gram để độ nhạy nó cao, môi nó phải hơi liêm một tí đó. Không, em không biết một không không phải không giờ làm không cá nhỏ nữa. Mày đi tiêm số chẳng mày nó không cả to đấy không không luôn mày không cả nhỏ nên câu một chứ. Lên suối cái móc màu đẹp không? Này không mới gì? Tốt rồi. 13 là cái chiếc chuẩn nhất. Anh đã có 13 đây này. 13. Thấy chưa? 13 móc màu đẹp. 12 không? Không, không có 15 đấy. 15. 15 quả. 13 đấy. Bây giờ tạm thời là nó mát nhưng mà muốn lạnh vâng lạnh nhưng mà nếu mà mình câu lâu ở đây thì nhiệt độ nó xuống, bây giờ nó nhiệt độ nó vẫn còn đang quả điện ra không, nếu mà mưa ở trong này mình lại yên tâm, tại vì nếu mà mưa to thì mình lại yên tâm, tại vì lũ nào mà lên nước tận đây được cũng không chừng đây thì kéo đây lên thì mình lên trên này cơ mà nóc. Không cảm thấy là qua nước to bất thường thì mình tôi đang cần nữa này, cần người này cá 5 cân nhiều quá không được. Đấy, đánh tặng rồi. Máy đi, tặng cũng là máy. Nhà tôi ra. Dạ mấy. Thế nên mình lắp hạt chặn mà khóa điện mình đi mình thích mình ở nhà khóa điện là đéo ấy nhỉ. Không mình lấy đây, và đây là kết quả. Kết quả là được câu được 2 con cá này đây. Dũng đọc tên cho nó là con gì Dũng? Cá mí à? Sao lại là cá mí? Cá gì? Một con quất, một con nheo. À. Con này biết là cái dâu dài này nhỉ, dâu dài lắm. Mày là già lắm. Ừ. Con này con cá nheo này, con này này. Ôi giời ơi. Nhìn giống cá chê á. Sao lại nhìn giống cá chê, con nheo là con nheo, là cá chê. Con to rồi. Con to là con quất. Cá chê. Ây da, ây da. Ôi mẹ, cái gai của nó ác phết mà. Có ba
định mua cơ mà. Con nào định mua? Đấy, cá quất nha các bạn nhá. Một con nheo, một con quất. Ây giời, ây giời, ây giời. Đấy là thành quả của đi câu đấy, câu đêm đấy. Hai con cá ngon. Đẹp không, cái đuôi đẹp chưa? Sao đuôi ở bên trên dài hơn bên dưới chứ? Đấy. Đây cái đuôi này. Nheo. Con này con quất nhá các bạn nhá. Còn con này con nheo này ai biết rồi thì thôi, mà ai không biết thì chỉ để nhìn ra này. Đấy, đẹp đấy. Mang về rồi mà tình trạng vẫn rất khỏe. Đấy. Quẩy rất đẹp luôn. Rồi lát nữa mình chế biến rồi mình quay tiếp nha các bạn nhé. Đập thôi, đập thôi, đập thôi, đập thôi. Đúng rồi, con này bà cá. Đập, đập chết rồi. Con này hẻn như tí loa cấu này, bực khoa này, bực khoa này. Có gai. Có gai phải đập hết, không đập rồi đó. Đập chết rồi nên mới mổ rồi không nó chặt. Đấy. Úi dồi. Ôi dồi. Tắm cho nó đấy. Đổ ra đất đi đập. Tí rửa xong. Đập vỡ đâu rồi. Đấy. Kết quả của cá mi này là cá cây nheo rồi. Đấy vẫn còn chạy. Một phát đòn rồi còn chạy. Đấy. Đơ luôn. Chảy máu. Chảy máu. Đấy. Con này còn khỏe đấy. Sao lúc nãy vào cầu không dính thì không dấy thì mà dấy. Em có trứng thì sao cái bụng lớn đấy? Trứng thật. Trứng đấy thì giờ tôi đoán sai không? Nhiều có trứng nha các bạn nhé. Sao nó ăn những cái gì ghê vậy? Ủa, Dũng lấy một cái bát ra để nó lấy cái trứng rồi chứ. Không cần đâu. Ủa, cái móc câu ra rồi à? Cái móc câu đây nhá các bạn nhé. Cái móc câu ở trong con bụng con cá là moi ra đây rồi. Nuốt rồi. Thấy à? Cắt rồi. Cắt. Nó nuốt rồi sao tháo được. Cắt. Ai đi câu hơi đâu mà đi tháo lưới câu nữa. Cũng dạ dày dai nhỉ. Giòn lắm ấy, dạ dày ở lô con cá này. Nhảy. Hai con này còn ngon gấp bội nhỉ. Cá trong hang cơ mà. Chuyên mổ cá này, nhìn này. Cái mặt này là biết mặt uống rượu rồi, biết làm ấy. Xem cái mặt tí này. Đấy. Uống rượu nhiều người nó còn nhóm này á Nguyễn. Rượu có kìa rồi. Hẳn một can luôn. Đi soi ấy, đi soi ngoé để tí cho câu quả. Có thế. Kiếp hai cái bầu trứng này các bạn này. Hai bầu trứng này. Ôi giời ơi. Bằng này nó đẻ ra biết bao nhiêu trong cái hang ấy, chắc nhiều lắm đấy nhỉ.
Nguyện theo nguyện thì con nhau với con quất con nào ngon hơn? Biết được. Tớ nghĩ là ngang ngửa nhá. Nhưng mà nhìn con quất này vẫn cảm tình hơn nhỉ. Quất lường. Lường nghe nó phát. Ui, ôi trời ơi. Trời ơi, lường nghe nó phát rồi. Máu loang nha. Cẩn thận cái gai của nó. Đúng rồi, con này là quất lường đấy. Cái gai của nó ghê lắm luôn. Chuyên gia chế biến mồi nhậu đấy, làm lông nhá, cái này làm lông phải không? Có lông đéo đâu nhớt. Ý thì bè, đổ xuống măng chua đây là chết hết. Ừ. Chả có vợ lý đâu gì. Ừ, sao nó bập cái đuôi đi, cái đuôi lên mà hai chén này ông ơi. Khỏe nó rồi. Nhìn ngon thịt chắc. Con này cái bụng không to, chắc không có trứng rồi chứ Nguyễn. Không, không có rồi, con này không có rồi. Nghi ngờ lắm nhé. Mùa đang mùa sinh sản mà. Úi giời. Giữ hai cái bè mang của nó. Đớp dung. Có gì đâu, không có dung đâu. Không phải giống cái ông gì nhỉ. Anh Giáp. Cá trạch nuốt run vào xong bắt đầu là mang về làm ăn, cứ nhai quằm quào cá con run. Nên thuốc ấy sao? Đây này, mổ hai con cá mà vứt đi có tí xíu này. Tí rồi. Cái ruột nó rồi, chả có gì, cái dạ dày của nó cũng lấy luôn rồi. Mắt kìa, mắt sáng choang. Lột mất mang luôn hả? Lột làm gì? Cái mang nó mấy chén chứ bộ. Bộ dâu. Bộ dâu ghê nhỉ. Con này không có trứng như con nãy rồi, con nãy con nhìn cái bụng biết. Có tí dạ dày thôi nhỉ, nhưng mà lột cái dạ dày, lấy cái dạ dày của nó ăn ngon lắm mọi người. Chú Hùng ơi, về xem cá quất với cá nheo này. Đang mổ đây rồi, để lấu măng chua nó còn nhậu chứ. Hai con thôi. Hai con bằng cái bắp dế tay to phết rồi này. Đúng. Một con quất, một con nheo. Mổ rồi mà cái mồm vẫn ngoạp ngoạp cái thế ghê. Mắt tối soi sáng cái này nhá. Sáng mà. Lúc cái dạ dày, ông một cái dạ dày ngon. Bỏ đi đúng tí hai con cá. Thôi được rồi, bây giờ chỉ việc còn lại là năm măng chua thôi. Kết thúc video đây luôn các bạn nhé.